Mình mọi người nhìn thấy này, mình đang luộc 4 con gà và hàng con tôm bự các bạn, đầy nồi luôn. Mình bỏ thêm một ít gừng, mình cho ít gừng với lại ít một củ hành lên đó các bạn, cho nó thơm. Mình đang hấp á, mọi người nhìn thấy không, 4 con gà, 2 con tôm mà nó to, nó đầy nồi luôn. Đội này đồi mình đầy đầy cũng được luôn mà. Mọi người nhìn thấy cái nồi của em thì đầy nồi luôn đó. Mọi người nhìn thấy hấp dẫn không? Thơm phức. Rồi mình đã đưa tôm với gà về nhà đó mọi người. 52 đồng tiền tôm. 52 đồng. Vẫn là 10 đồng rưỡi tiền gà. Bây giờ mình luộc nha mọi người. Tiến hành công đoạn luộc quan trọng nhất. Bây giờ là mình sẽ tiếp tục là mình chào mấy con cua này các bạn. Mình có bàn chải này rồi. Mình chào mấy con cua này, mấy con tôm. Mọi người thấy con tôm không? Bự luôn. Hai con này còn là gần kia hai các bạn. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Hai con tôm rất chi là to. Hai con tôm này còn kia hai á. Bây giờ mình sẽ hấp. Mọi người nhìn thấy cái càng của nó là mọi người hiểu là vì sao con tôm. Với mình mua thêm 4 con gà này nữa. 4 con gà với là thêm một con mực này nữa. Con mực này thêm mấy đồng này? 6 đồng bảy nữa. Vậy mình hấp gừng thì mình chấm con gừng thì mình chấm nước mắm gừng, mực thì mình chấm mắm gừng. Còn gà với là tôm thì mình sẽ chấm muối tiêu các bạn. Đơn giản thôi. Làm tí rượu vang để cho ngày chủ nhật cho nó êm đềm mọi người ạ. Vì ngày hôm nay mình đi làm. Mình đi làm nên mình ăn đơn giản này thôi. Nói như một ngày đi làm là nói như không đi làm á thì phải ăn, mà đi làm là khỏi ăn các bạn ạ. Đi làm thì có thời gian đâu mà ăn nữa. Siêu to luôn mọi người ạ. Cho tôm với gà vào luôn. Nguyên cho nó đi nguyên đàn chứ khỏi lạc mọi người. Cái dây này mình tôm con gà này mình tháo cái dây ra mọi người. Mình luộc vì cái dây này dây cao su mà. Rất chi là ngon. Còn mình nhìn cái lót tờ này. Tôm ấy. Nó to. Mọi người nhìn thấy là to như thế nào đó. Cho nó vô nồi, nó còn đầy nồi rồi. Thế sao mình cho thêm 4 con gà vô nữa. Gà này mình rửa rồi. Cho 4 con gà vô luôn mọi người. Cho nó đi nguyên đàn. Mình mọi người nhìn thấy này. Mình đang luộc 4 con gà và 2 con tôm. Hàng con tôm bự các bạn, đầy nồi luôn. Mình bỏ thêm một ít gừng. Mình cho ít gừng với lại ít một củ hành lên đó các bạn. Cho nó thơm. Mình đang hấp á. Mọi người nhìn thấy không? 4 con gà, 2 con tôm mà nó to, nó đầy nồi luôn. Đội này đồi mình đầy đầy cũng được luôn mà. Mọi người nhìn thấy cái nồi của em thì đầy nồi luôn đó. Mọi người nhìn thấy hấp dẫn không? Thơm phức. Rất chi là ngon luôn, nó thơm phức luôn. Mọi người nhìn thấy con tôm này, con tôm này. Tôm mà to bằng cái nồi luôn á. Thơm lắm mọi người. Ngày chủ nhật của em á. Tôm với gà mình đã hấp xong rồi mọi người, bây giờ mình đưa ra gì á. Mọi người nhìn thấy con tôm nó đỏ lòm ý đấy. Gà mình mua 4 con à. Tụi nó tôm thôi mọi người. Đấy, mọi người nhìn thấy không?
con tôm này. Cho mình bỏ cái gừng với là cái mình bỏ gừng á mọi người, mình bỏ gừng với là hành á. Cho nó thơm hơn mọi người. Mọi người nhìn thấy hấp dẫn không? Bây giờ mình tiếp tục mình luộc cái gừng cái mực nha mọi người. Mực là mình luộc mực luôn. Nguyên là con mực luôn. To luôn, cái to luôn. Hôm nay là ngày chủ nhật á. Nên hai vợ chồng làm gì đó ăn sơ sơ vậy. Làm chủ nhật ăn thì lâu rồi không ăn hải sản, seafood. Lâu rồi không ăn hải sản mọi người ạ. Kể từ mà sinh em bé giờ, trước khi sinh em bé đến giờ không ăn. Hôm nay ăn bữa. Là mình đã luộc xin chào mọi người. Hai con tôm. Mọi người là tôm này. Mời vợ một con, chồng một con. Vợ anh con lớn. Với là thêm 4 con gà. Với là rượu mực nữa mọi người. Nhìn đây là trưa chủ nhật mọi người ạ. Mình ăn để lâu rồi mình cũng không ăn hải sản. Hôm nay kể từ ngày vợ sinh giờ. Hôm nay thôi mua là chai rượu vang nữa. Vô. Mời vợ. Mời con gái của ba, con gái của ba. Con gái của ba chưa uống được ha. Bữa khác ba cho uống ha. Vô. À, mời mọi người nha. Mời mọi người uống rượu vang cùng với mình. Với vợ mình nữa. Mời cả nhà nha, mời cả nhà nha. Mình thử miếng mực con mực bên là lâu rồi mới ăn lại đồ hải sản đồ bên này. Đồ bên này là đồ ngon. Lâu lâu mình đi cho tàu nó mới có mấy bạn các bạn. Mực ăn được mọi người. Mực ăn được á. Bây giờ là mình chiến đấu với mấy con qua này. Mọi người nhìn nè. Con qua nó to lắm. Nó những đồ bên này, đồ ăn bên này cũng rẻ lắm mọi người ạ. Với như một người mà đi làm bình thường. Mình một ngày mình đi làm bình thường á. Một ngày mình đi làm bình thường thì mình cũng mua được một bữa đồ ăn. Nói chung là mình mua đồ ăn đó, nói chung là mua đồ ăn thịt bò với thịt heo với là rau củ quả thì nguyên ăn nguyên một tuần đó mọi người. Thì đồ ăn bên nó rất là rẻ. Hai con tôm này. Hai con tôm này là 52 đồng, 52 đồng thì mình làm trong phòng gỡ khoảng bao nhiêu nhỉ? 3 tiếng, hơn 3 tiếng. 3 tiếng đồng hồ là mình làm được hai tính ra mà tiền mặt á. 3 tiếng là mình làm mình mua được hai con tôm này. Mọi người thấy nguồn thức ăn ở bên đây rất là rẻ. Rượu bên này của nó cũng rẻ mọi người ạ. Thế. Con qua này nó không được chắc. Nó không được chắc chứ lắm. Nhưng vì lâu rồi mình cũng mọi người, mời mọi người. Tuyệt vời lắm mọi người. Cái này mình chấm với tiêu chân mọi người, còn mực thì mình chấm với nước mắm gừng. Ngon lắm. Càng ăn được. Con gái ăn hả? Năm ngoái mình có mua một con quạ to, con tôm to lắm. Năm ngoái mình mua một con rồi. Vì năm ngoái mình mua chơi nó chỗ nhiều người mua online mọi người. Vì năm ngoái là rơi vào dịch bệnh á. Nên là nó bán ấy lắm, nó bán cũng rẻ. Mời mọi người. Cái càng đấy mọi người ạ. Béo lắm.
ngon lắm mọi người. Hai vợ chồng ăn nói chung là lâu lắm rồi mình mới kể từ ngày sinh em bé giờ mọi người, mua tôm với là mua gà với là mua cháo riều uống được trưa chủ nhật á. Chứ bây giờ mà mình đi ăn quán thì dịch bệnh nữa à. Vô mọi người. Được, rượu rượu mình mua rượu chai rượu vang uống cho nó nhè mọi người ạ. Mọi người mời mọi người nha, làm cái đuôi cho nó hoành tráng. Mời mọi người có bốc hơi cho mọi người ạ. Thì nói chung là đồ ăn hải sản bên này mấy cái tôm này nó cũng so là thì nó cũng không mắc đâu mọi người ạ. Thì một ngày mình đi làm là mình có thể mua được mấy con nhỉ, tổng cộng 6 con đi nữa, hai con 50 thì ba con thì 150 phải chưa, ba con thì 6 con thì 6 con 150 mọi người này. Thịt của nó mọi người này, mời mọi người nha, thịt không á. Hôm nay mình làm tái biến của cái món tôm tôm càng mọi người ạ. Vì đồ ăn bên nhà nó rẻ lắm. Mọi người thích thịt tôm à. Đây gọi là tôm càng Canada nha mọi người. Mời mọi người à, tôm ngon lắm mọi người ạ. Hơn một năm rồi mới ăn lại tôm càng Canada. Mọi người thì nhìn thấy càng của nó là con này nó cũng hơi nhỏ nhỏ thôi, năm ngoái con to lắm mọi người ạ. Rồi mời mời nha, mình vô cái nốt. Rất chi là ngon mọi người ạ. Tôm thôi, tôm, mực. Mọi người nhìn thấy mực tươi, mực ở Canada mà. Lâu mà ăn có mấy mực tươi như vậy á. Mực tươi mới ăn đâu mà mọi người ạ. Còn mực đông đá thì nhiều lắm. Rất chi là ngon. Nè, em bé của mình nè. Con ăn không? Bà cho con một con gà nha. Em ăn gà, em ăn cua. Hay ăn mực. Hả? Em còn nhỏ ăn được hả? Em mình vẫn còn nhỏ, em mình chưa ăn được. Đó, con tôm này, ui vợ mình đợt đi là xin em bé xong cái là ăn không được mọi người ạ. Mực là chơi nguyên con. Mực là chơi con nguyên ký, nguyên ký. Mực là chơi con nguyên, tôm là con nguyên ký mới ăn được mọi người ạ. Gà là mua 3-4 con. Mời mọi người nha. Nói chung là mình tranh thủ ăn chứ không là mình còn cái càng này, mọi người nhìn thấy cái càng này. Bằng bàn tay lắm mọi người ạ. Rồi xin chào mọi người nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video khác. Xin chào mọi người, xin chào cả nhà. Bye bye các bạn.